Hello các bạn đã quay lại kênh Minh Triều Vlog nha. Thì hôm nay mình xuống giao lưu với kênh Kim Kim TV các bạn. Thì hôm nay mình làm món ốc luộc xả siêu cay các bạn. Thì đồng hành với mình là có Kim Kim TV với một bạn nữ hot girl các bạn, cho bạn chờ đón xem nha. Thì món ốc mình là ốc gì ạ? Ốc cua. Đây là ốc mày uổng không? Đó, ốc mày uổng chứ, đây ốc cua gì? Đây các bạn, ốc mày uổng các bạn. Đây là gia vị, còn này là cái hàng hiệu các bạn. Thì trong khi nãy giờ 20 phút các bạn, mình nhóm lửa ngoài đồng, gió nó thổi quá trời luôn, giờ mới được bắt được cái lửa nha. Mượn cái nồi của ta các bạn, rồi chút xíu nó trà cái nồi thấy má luôn. Rồi chút xíu nó trà cái nồi thấy má luôn. Giờ món ốc ốc luộc siêu cay các bạn, có món có cả ớt ớt sừng trâu và xả và tỏi các bạn. Thì cái món này của Hot Girl 18 làm các bạn. Người bí mật sẽ xuất hiện cuối video này các bạn. Thì nãy giờ củi nó cũng bắt lửa rồi. Mình nhóm lửa 3 tiếng hồ mới nó cháy các bạn. Hello các bạn nha, thì hai người bí mật của mình đã xuất hiện. Đây là bạn Yến Yến. Còn đây là bạn Trung Tây của mình. Chào các bạn nha. Mình là Yến Yến. Kênh YouTube của mình là Kim Kim TV. Hôm nay các bạn coi clip của anh Minh Triều Vlog. Các bạn nhớ sang kênh của mình cho mình xin một lượt subscribe nhé. Kênh của mình tên là Kim Kim TV. Các bạn ơi, hôm nay mình xuống làm món ốc siêu ca với Hot Girl với người bạn cùng team mình bạn. Nếu các bạn xem được video clip này hay thì hãy qua kênh Kim Kim TV chụp tay ủng hộ Hot Girl các bạn. Thì Hot Girl chuyên làm những món ăn chân giả thôi các bạn ơi. Sắp tới thì có một cái điều kiện tốt hơn để làm những món khổng lồ siêu cay các bạn. Trời ơi, mới dọn ra các bạn. Hấp dẫn không? Ủa ăn chưa uống vậy em? Hết nửa rổ rồi anh không thấy hả? Sao? Em xơi nhanh như vậy? 24 thanh xuân các bạn à. Lần đầu tiên đi bắt ốc ở trong ruộng mà tự làm tự ăn vậy, trời ơi sướng lắm các bạn à. Thật sự luôn á. Ồ nó ngon. Mà ốc này nói thiệt nó không ngon bằng em đâu. Ốc này nói thiệt nó không ngon bằng em đâu. Còn gì để nói mấy anh, thiệt luôn. Trời nước nó chảy ngon không trời. Mình mời các bạn ăn món ốc luộc chấm với mắm với mình nha. Ngon không? Ủa nó ngon. Phải không? Nó ngon. Để tôi nghe. Đây các bạn. Nhìn hấp dẫn lắm bạn ơi. Đồ ăn con đầu tiên luôn. Đó. Đúng phê luôn. Không tả nổi luôn á. Nó quá ngon luôn á. Sướng quá, phê đây quá. Là em gái kênh YouTube Kim Kim TV các bạn. Thì hai anh em làm chung, mình cũng chung team mình á. Thì lấy mình làm YouTube thì anh em thấy cũng vui á. Thì làm lấy được vui đó các bạn ơi. Các bạn nếu xem được cái video mình qua Kim Kim TV subscribe ủng hộ hai bạn này các bạn. Giờ ốc mình ăn nãy giờ nó đã thiệt. Trời quá. Vô một cái anh em ơi. Hai cái ốc. Ăn còn hết luôn trời. Hai ba vô đây cho đây. Nó xôn à. 1 2 3 vô. Hay ba vô. Hay ba vô. Nước ngọt coi là như bia mà má. Mời các bạn uống nước ngọt ngay chứ mình không uống bia, mình không biết nhậu. Quá sướng. Một mình em là gần hết nửa gỗ rồi đó. Ăn nhiều chảy cứt chứ làm gì. Cảm giác ăn ốc này mình phải hút nước. Ok, clip của anh em mình tới đây xin tạm dừng các bạn. Thì mình xuống giao lưu với
với hai em này ở cũng đam mê làm YouTube các bạn. Rồi nếu các bạn nào thấy hay thì like và chia sẻ ủng hộ kênh Minh Chèo Vlog cũng như là kênh của hai bạn Kim Kim TV các bạn. Thì các bạn nhớ like và chia sẻ để mình có động lực làm tiếp những video hay hơn các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Chào.